Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Gunstar là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì ra đời khá là lâu rồi và có rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Ok, let's go. Và các bạn cùng mình khám phá cái này nha. Coffee. Let's go. Let's go. Rất là đông luôn. Wow, một con bot. Đây chắc là chủ rồi. Ok, let's go. Let's go. Mình cũng một quả súng máy, một khẩu súng máy chắc là bảo vệ cái này. Đây là cái mình phải bảo vệ. Đây là cái mình phải bảo vệ này. Okay, let's go. Let's go. Đợi anh chàng này ra tiếp, mình sẽ bắn tiếp. Anh ta đang nấp trong này. Wow, wow, đây rất là đông luôn. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Subway Surfers. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Let's go. Thank you.
xong các loại trống này xem được cái gì. Bắt một vòng tức là nhảy hai lần. Oh my god, mình phải gạt nhanh của đấy thì may ra mới thoát được. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Stick man ra với Rick Star. Let's go. Ví dụ, mình sẽ xem loại ví dụ gì đây. Đây là một loại nguyên tử khói độc. Let's go. Chai rượu hoặc là chai bia. Đây như kiểu chai rượu rồi. Ok, let's go. Ra đây thôi. Rồi mình sẽ sang bên nào. Wow, thoát rồi. Nào. Rồi mình sẽ cắm vào đây. Let's go. Santa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Stickman. Legion. Let's go. Ah!
Ok, mình sẽ đặt tên. Let's go. Wow, mới đầu thì có hai trường đấy thôi. Mình vẫn chưa có một trường nào. Các bạn càng chơi lâu thì các bạn càng mở khóa cho skin của mình nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pixelgun 3D, let's go. Ok, let's go. Drum room. Cửa này rất là hay luôn. Cửa này thì nó rộng hơn bình thường. Và mình sẽ phải đi tiêu diệt những đối thủ của mình. Mình đi cho Vân Vương nào. Ok, mình sẽ ăn tiếp đạn. Đạn tiếp tế. Let's go. Rất là đông luôn. Mình phải tiêu diệt từng người một. Tại đó. Tí sau. Ok, let's go. Wow, mình đã hết giáp rồi, nên là thua rất là nhanh. Thank you.
Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, try 4. Let's go, Marvel try 4. Đây là toàn là những nhân vật siêu anh hùng. Captain America, người nhện Spider-Man, người khổng lồ xanh và Deep Boss rất là nhiều luôn. Ok, let's go. Wow. Gì đây? Đây là nhân vật không biết là cộng máu hay là cộng gì đây. Let's go. Mình sẽ tăng sức phòng thủ cho anh chàng đó và mời các anh chàng khác đến đánh nhau. Iron Man. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Page Spec 2. Let's go! Captain.
Ok, và lần này thì mình sẽ lái xe tăng và sẽ đi tiêu diệt những đối thủ. Các bạn tiêu diệt những đối thủ có chữ số màu đỏ nhá. Và mình sẽ đi đến xem đối thủ kia đây rồi. Một anh trai. Rất là đông ở đây luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Wars Robots. Đây là một tựa game khá là hot và hay trong những thời gian qua. Và có rất nhiều các bạn trẻ download tựa game này. Nếu các bạn thấy xem mà tựa game này hay thì các bạn có thể download vào chơi cùng mình nha. Wars Robots, ok, let's go. Rồi, mình sẽ phải đi tìm những cái người chơi cùng như mình. Và khi đủ người rồi thì mình mới vào được game. 5v5. Let's go. Đối thủ nó rất là xa. Ok, mình sẽ phải đợi hồi. Khi hồi rồi mình sẽ ra bắn luôn. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.